Ông Hoàng Cải Lương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa được phong nghệ sĩ nhân dân, đàn chị lão làng nói một câu chua xót. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã đăng tải một đoạn clip trên kênh YouTube cá nhân của mình với những nhận xét về các nghệ sĩ trong giới cải lương. Theo đó, đệ nhất Đào Võ cho biết mình ấn tượng với chất giọng của sư phụ Út Trà Ôn và nghệ sĩ Út Bạch Lan và đặc biệt yêu thích giọng ca đặc biệt của nghệ sĩ Thanh Hương. Nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội chia sẻ, hơi của nghệ sĩ Út Bạch Lan rất mùi và êm, còn sư phụ Út Trà Ôn, tôi sống với ông 2 năm trời, đọc tuồng cho ông, không bao giờ tôi thấy ông nghiên cứu nhưng cái hơi tự nhiên nó vậy, ông để lại nhiều bài hay mà bây giờ khó có giọng ca nào thay thế được. Cái hơi của sư phụ lúc nào cũng giống như kể một câu chuyện mà mình chỉ cần hình dung là thấy được liền. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền cũng chia sẻ thêm về sự nghiệp của mình khi tiết lộ rằng bà tự hào nhất là ở giai đoạn 42 đến 45 tuổi, vì đó là thời điểm bà biết nghiên cứu các tác phẩm của mình khi thể hiện, chứ không phải là nhìn chữ mà hát. Đáng nói, trong đoạn video đăng tải, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã xúc động khi nhắc đến ông Hoàng Cải Lương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một đàn em thân thiết từng gắn bó trong sự nghiệp của bà. Biết được tình hình sức khỏe của đàn em, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chỉ cầu mong sức khỏe cho đàn em để nhanh quay về với nghệ thuật. Nhưng tôi tin rằng tổ nghiệp sẽ luôn ở gần em, tôi thích nhất Vũ Linh ở tuồng Người Đưa Đò, có đoạn em mặc quần jean áo sơ mi trắng cục tay, em ra diễn đúng là một chàng thư sinh, vậy mà em đứng hát hồ quảng lại rất hay. Đáng nói, theo quan điểm riêng, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền cho rằng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đáng lẽ đã được nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân từ lâu. Quý vị xem đó, tất cả các anh kép trẻ có ai bằng Vũ Linh không? Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền giải thích cho nhận định của mình. Đàn chị cũng đã gửi lời động viên cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rằng dù không đạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nhưng ông vẫn được khán giả yêu quý. Thôi em đừng buồn, không sao hết, miệng khán giả thương em biết em là được rồi. Bao giờ cũng vậy, khán giả nhắc Vũ Linh là điều chị mừng nhất, dù hồi trước chị có đánh đập trầy la, nhưng vì chị muốn Vũ Linh có được ngày này. Mới đây, liên quan đến vấn đề một số nghệ sĩ cải lương gạo cội không có tên trong danh sách xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã gặp nhiều tranh cãi khi lên tiếng thắc mắc về việc lý do khiến ông và nhiều nghệ sĩ khác bị trượt danh hiệu cao quý. Sau nhiều tranh cãi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã lên tiếng giải thích để khán giả không khỏi hiểu nhầm về phát ngôn của mình. Đặc biệt, nam nghệ sĩ cũng khẳng định dù có được danh hiệu hay không, ông vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.